Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món, đó là món cá đối phơi một nắng. Nhìn con cá đối rất là ngon à. Mình dùng với rau nè, chấm với nước mắm chua ngọt nè. Mình ăn bao nhiêu thì mình chiên bao nhiêu nha. Còn phần còn lại các bạn cứ cho vào bịch đi nè, cho vào tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh. Cá đối nè, người ta đã làm sẵn rồi, mình đã mua về á, mình rửa, mình cạo sạch dĩ lại nha. Mình rửa kỹ lại nước nữa. Mình sẽ mổ bụng nó nha. Mổ bụng, cắt cái vây, móc cái ruột ra. Cái phần cái mật với cái cầu của nó. Rồi sau khi mình rửa sạch đây nè, cái con cá, cái phần mình nè, mình sẽ xẻ xéo nha các bạn. Rồi nè, mình sẽ xéo vậy đừng nha các bạn, sâu vô tới cái phần mà tới xương á, gần sát xương hai bên. Đặng á, xéo như vậy là khi mà mình ốp á, nó gia vị nó thấm vô. Hết mấy con cá luôn. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có nè, cái này là cá đối nha. Cá đối này là 1 kg cá đối nè. Thì tỏi mình lột sẵn, một lát mình sẽ bầm nhuyễn ra. Cá vào thao nha, sau đó mình tỏi nè, mình bầm nhuyễn mình cho vào. Rồi cho vào xíu bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi nước mắm. Hai muỗng canh nước mắm. Rồi dằn thêm nửa muỗng đường nữa nha. Mình sẽ trộn đều lên nè, trộn đều gia vị lên. Cho nó thấm vào cá. Mình sẽ ớt nha. Mình ớt không chừng nửa tiếng rồi mình cho nó thấm rồi mình sẽ đem đi phơi. Cá lúc này đã thấm rồi nè, mình trộn lên, mình trộn, mình đảo đều lên cho cái nước gia vị nó thấm đều con cá. Sau đó mình sẽ xếp ra rổ mình phơi nha, xếp hết phần cá. Bây giờ mình sẽ đem ra nắng mình phơi nha. Phơi một cái nắng lớn. Giờ này ha, nó xe xe lại được một mặt rồi nè. Mình trở nha, mình trở cái mặt bên kia. Rồi phơi tiếp cho nó đều. Cá mà mình chiên nó muốn ngon thì mình phải phơi cho nó dốt dốt vậy. Rồi mình đem đi phơi tiếp. Phơi hết cái nắng này là xe đều hai mặt nè. Rồi vậy là mình phơi xong rồi nè. Con cá hả, nó vừa xe lại nè. Bây giờ đó là mình sẽ đem cất nha. Mình cất các bạn bỏ vô cái bịch này nè, rồi cất bảo quản trong tủ lạnh. Chừa lại ha, ba con là mình chiên nè, còn nhiêu mình cắt trong tủ lạnh. Bắt chảo dầu lên bếp cho vào chiên vàng nha các bạn. Chiên vàng là mình trở nha.
khi cá vàng đều rồi nè, mình gắt ra nha, gắt ra để qua cái vợt cho nó gáo vòng xíu, mình để ra đĩa nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món cá đối phơi một nắng. Mình coi cá đối nè, rất là ngon. Cá mà các bạn đem chiên thì chiên tươi không ngon đâu. Các bạn phải ớp xong sau đó hả là mình phơi một nắng. Mình phơi như vậy làm cho con cá nó xe lại, nó dốt rất là ngon luôn á. Mình á hả, mình ăn bao nhiêu thì mình dùng, còn lại các bạn có thể ớp sẵn này cho vào tủ lạnh. Cái này nếu như mà các bạn ăn một hai bữa thì các bạn có thể để trong ngăn mát nha. Còn nếu mà ăn lâu thì các bạn có thể cho vào ngăn đá, ngăn đá cho nó đông đá lại, rồi khi nào mình ăn thì mình sẽ xả đá ra. Có thể ăn được tới một tháng luôn á, nhìn rất là ngon luôn. Đây mình sẽ bẻ con cá ra thử nha. Ui nó nóng, nóng hổi luôn, rất là nóng luôn. Thịt cá nè, mềm, rất là mềm luôn á. Nó mềm mà khi phơi như vậy á, nó sẽ xe lại. Chấm với cái mắm mặn. Nó rất là vừa ăn. Khi ăn các bạn có thể gói kèm với rau sống nè, rất là vừa ăn luôn á. Phơi cho nó lạt lạt như vậy nè. Mỗi khi mà gia đình mình bận rộn á, các bạn có thể lấy ra chiên liền luôn, không có cần làm gì á hả cho nó mắc công. Rất là ngon luôn. Cái này gói rau cải ăn cũng rất là ngon á. Thịt cá mềm, thấm đều gia vị, thơm lừng mùi tỏi rất là ngon. Rồi, đơn giản như vậy là mình đã chia sẻ xong món cá đối phơi một nắng nha. Các bạn cứ làm thử đi. Mỗi khi mà bận rộn công chuyện không có thời gian làm đồ ăn giúp các mình chỉ cần mở tủ lạnh ra, lấy ra và mình chiên có thể có một bữa ăn rất là ngon rồi. Đơn giản mà rất là ngon. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cái clip này nha các bạn. Hy vọng với những chia sẻ của mình nó sẽ giúp ích cho các bạn, sẽ làm cho thực đơn của gia đình bạn thêm ngon hơn, hay hơn và phong phú hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu như thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và subscribe giúp mình nhé. Bye bye, xin chào các bạn.